bệnh tim bẩm sinh và các hội chứng liên quan. Đây là cái dàn bài thôi. Chúng ta biết rằng là bệnh tim bẩm sinh là nguyên nhân gây tử vong hàng đầu, và khoảng 1% trẻ sinh ra là có bệnh tim bẩm sinh, và có khoảng 1 đến 2 là những cái bệnh tim bẩm sinh nhẹ. Sau còn nếu mà người ta tính tổng cộng trong bào thai á, thì cái tỷ lệ mà bệnh tim bẩm sinh nó có thể gấp 10 lần so với sau sinh. Chúng ta thấy như vậy thì ở trong bào thai nó sẽ nhiều hơn là sau sinh mà chúng ta có được. Một phần là bị sảy thai, thai lưu, hay là bố mẹ đã chấm dứt thai kỳ. Đa phần những trẻ sinh ra bệnh tim bẩm sinh là có những cái dị tật bẩm sinh khác, và bệnh tim bẩm sinh thì có liên quan tới những cái dị tật khác thì nó sẽ nằm trong cái hội chứng. Và khoảng 1/3 trong số những đứa trẻ có bệnh tim bẩm sinh đó là những đứa trẻ mà có bị bất thường nhiễm sắc thể sẽ có bệnh tim bẩm sinh ha. Những cái bất thường về mặt nhiễm sắc thể, về mặt số lượng, thì nó sẽ gây ra những cái bệnh tim bẩm sinh rất là nhiều. Cái bệnh nguyên nhân của bệnh tim bẩm sinh là phức tạp, nó vừa có liên quan tới yếu tố môi trường, vừa liên quan tới di truyền. Cho nên là chúng ta phải biết là nhiều khi người ta có cái gen đó nhưng mà chưa chắc gì người ta đã có bệnh. Tôi ví dụ như những đứa trẻ cũng là bệnh Down hết, nhưng mà có đứa thì nó bị kinh nhi thất, có đứa là không bị. Về mặt di truyền học đó, thì bệnh tim bẩm sinh là một cái bệnh rất là đa dạng ha. Hơn 55 cái gen của người đã được nhận ra. Thì tiếp cận một cái trẻ bị dị tật nói chung á, hoặc là bệnh tim bẩm sinh nói riêng, thì nó bị khiếm khuyết trong quá trình phát triển tim mạch này, nó có thể là khởi phát trước sinh hoặc là nó có thể là khởi phát sau sinh. Ví dụ khởi phát sau sinh những cái trường hợp như bị những cái bệnh cơ tim phì đại, bệnh cơ tim hạn chế hay bệnh cơ tim giãn nở rồi chẳng hạn, thì nó có thể do gen, do môi trường hoặc là do một yếu tố nào đó nó tác động vô. Còn khởi phát trước sinh thì chúng ta có thể là gặp đơn độc ở tim bẩm sinh không, hay là nó gặp trong cái hội chứng đa dị tật, thì cái đó thì nó cũng có thể do nhiều cái yếu tố nó tác động, hay là các chất gây quái thai, hay là do gen vân vân. Như vậy thì cái đến nay á, cái việc mà không rõ nguyên nhân, chúng ta thấy là hơn 50% là người ta cũng chưa có rõ nguyên nhân vì sao là một đứa trẻ đó nó bị bệnh tim bẩm sinh. Và từ năm 1989 đã có cái nghiên cứu bất thường theo cái nhóm bệnh, ví dụ như nhóm bệnh nón thân thì cái bất thường về mặt di truyền là khoảng 18%, nếu mà có kênh nhĩ thất thì bất thường di truyền nó khoảng 60%, bất thường tim phải thì bất thường di truyền chỉ có khoảng 1% thôi, bất thường tim trái thì 6,6%. Một cái nghiên cứu trên gần hơn 500 bệnh tim bẩm sinh thì người ta phát hiện ra bất thường gen là khoảng 18,5%, trong đó tắc nghẽn tim phải với bất thường thắt kính là không không có ca nào phát hiện là có bất thường. Tắc nghẽn tim trái với bất thường thắt kính thì người ta phát hiện là khoảng 92%, bất thường buồng nón thân thì người ta phát hiện được khoảng 25%, kênh nhĩ thất là khoảng có 47% là có bất thường di truyền đó ha. Thông liên thất là có 16%, chuyển về động mạch thì cũng là 0%, xa bì động mạch là 18%, tim mục thất là khoảng 8%. Và chúng ta thấy cái thống kê ở cái AHA năm 2014, người ta cũng mô tả về các cái nguy cơ bất thường phải để khi mà có bệnh tim bẩm sinh, thì cái nguy cơ nó người ta có thống kê ở đây ha. Hoặc là những cái bệnh buồng nón thân thì người ta sẽ quan tâm tới cái mất cái đoạn 22 Q11 đó là nó bao nhiêu phần trăm, thì người ta có
ở cái bên này. Đa số các cái bất thường tim mạch nó có khởi đầu trước sinh hơn là sau sinh. Nãy chúng ta biết có một số là nó biểu hiện sau sinh, nó mới biểu hiện là biểu hiện muộn đó ha. Và cái bệnh tim bẩm sinh nó có thể hậu quả của cái quá trình hình thành cái cấu trúc di truyền đó nó bất thường, hoặc là cái cấu trúc di truyền đó nó bị phá vỡ trong cái quá trình hình thành của nó, hoặc là nó bị biến dạng đi, nó thành một cái cấu trúc khác. Các bất thường về hình dạng và bất thường ngoài tim có liên quan thì rất là thường gặp trong cái bệnh tim bẩm sinh, là lên tới 25%. Và trong những cái tình huống đó thì chúng ta nên nghĩ tới một cái hội chứng. Hội chứng đa dị tật có thể là do nhiễm sắc thể, có thể là bất thường nhiễm sắc thể, có thể bất thường ở cái vị trí gen, hay là có thể do môi trường, cái chất gây quý thai, gây quái thai, hoặc là có những cái nguyên nhân mà hiện nay chúng ta chưa có tìm được. Một cái thai mà có bệnh tim bẩm sinh đó, thì người ta ghi nhận bất thường nhiễm sắc thể nói chung là dao động là từ 16 cho tới 32%. Và cái nguy cơ mà bất thường của cái ba nhiễm sắc thể mà 13, 18, 21, 45 thì lần lượt là nếu mà bị ba nhiễm sắc thể 13 thì nguy cơ bệnh tim bẩm sinh là 14%, 84%. Ba nhiễm sắc thể 18 thì nguy cơ bệnh tim bẩm sinh lên tới 99%. Ba nhiễm sắc thể 21 thì nguy cơ bệnh tim bẩm sinh là 50. Hội chứng Turner 45XO thì nguy cơ bệnh tim bẩm sinh là 35%. Mà người ta khuyến cáo gì? Chúng ta nên chọc ối ở tất cả các thai nhi có bất thường tim mạch nặng, đặc biệt là có bất thường kim tim ngoài theo, ngoài tim kèm theo. Đó mà hôm qua các anh chị nào hỏi đó ha, tức là cái việc chọc ối thì chúng ta nên tiến hành để chúng ta xét nghiệm. Trong bệnh kênh nhĩ thất toàn phần chúng ta thường gặp là hội chứng đa thông, và bất thường vùng nón thân thì chúng ta thường gặp cái hội chứng đi giọt. Hai cái hội chứng đó là cái tỷ lệ gặp khá cao. Về phân loại bệnh tim bẩm sinh của bệnh bất thường bệnh tim bẩm sinh theo cái cơ chế mà phôi thai học á, thì người ta chia các cái cơ chế mà rối loạn như sau, tức là gồm có 6 cơ chế. Cơ chế thứ nhất là bất thường di chuyển ngoại trung mô, thứ hai là bất thường dòng chảy ở trong tim, thứ ba là bất thường chết tế bào, thứ tư là bất thường hệ đệm ngoài tế bào, thứ năm là bất thường phát triển mục tiêu, thứ sáu là bất thường định vị và xoay. Thì chúng ta sẽ lần lượt đi qua những cái cơ chế này để nó giải thích cho những cái dạng bệnh mà chúng ta thường gặp ở trong bào thai. Thì chúng ta thấy cái bảng phân loại bất thường tim mạch dựa vào cơ chế bệnh sinh đó, ví dụ như bất thường di chuyển ngoại trung mô, thì chúng ta có thể thấy được những cái bệnh như là khiếm khuyết phần nón thân, ví dụ như chúng ta thấy là thông liên thất dưới động mạch nè, gọi là thông liên thất lệch hàng đó, thất phải hai đường ra, tới chứng pha lô, cửa sổ phế chủ, thân chung động mạch, hay là khiếm khuyết cửa cung động mạch chủ, hoặc là bất thường của vị trí gối nón thân, vân vân. Cái cơ chế thứ hai là bất thường dòng chảy trong tim, nó sẽ giải thích cho những cái tình huống mà ví dụ như là bất thường ở tim trái, ví dụ như van động mạch chủ hai mảnh, hẹp van động mạch chủ, hẹp eo động mạch chủ, đứt đoạn cung động mạch chủ, thiểu sản tim trái. Đó là cái dòng chảy qua tim trái nó bị giảm, nó làm cho cái những cái bất thường của cái vùng tim trái. Cái này cũng còn gọi là cái thuyết về bất thường dòng chảy ở trong tim ha. Thì cái cơ chế mà điều hòa dòng chảy này có thể do một cái gen nào đó nó điều hòa, nó làm cho cái tim nó không phát triển, hoặc là khiếm khuyết cái tim bên trái, ví dụ như là thông liên nhĩ lỗ thứ phát, van động mạch phổi hai mảnh, hẹp van động mạch phổi, hay là không lỗ van phổi van liên cấp kính, hay là thông liên thất phần quanh màng. Đó là nó nằm trong cơ chế của bất thường dòng chảy trong tim. Còn cái cơ chế bất thường chết tế bào là cái cơ chế mà chúng ta đã gặp qua cái bài bất thường bệnh Epstein đó, hôm qua tôi có hướng dẫn anh chị đó, thì do cái nó chết tế bào không đúng thời điểm, nó làm cho cái van nhĩ thất nó dính vào thành tâm thất, hoặc là thân thân liên thất phần cơ bè, tức là nó chết tế bào quá mức ở vùng tế bào cơ bè, nó gây ra thông liên thất giữa thất trái và thất phải ha. Cơ chế thứ tư là bất thường hệ đệm ngoài tế bào, gồm có khiếm khuyết gối nội mạc, loãng sản van động mạch chủ. Cái cơ chế thứ năm là bất thường phát triển mục tiêu, là tiêu biểu là cái hình mà hồ lưu bất thường tĩnh mạch phổi á, chúng ta thấy là cái tĩnh mạch phổi nó đi về
và nó tìm không có ra mục tiêu của nó là nhĩ trái, cho nên nó kết nối với những cái mạch máu khác, nó gây ra cái thể hồ lưu tĩnh mạch phổi bất thường trên tim hoặc là dưới tim hoặc là tại tim, hoặc là nó kết nối với nhĩ trái nhưng mà nó không có hòa nhập hoàn toàn thì nó gây ra tim ba bùng nhĩ. Về cái cơ chế thứ sáu là bất thường định vị và xoay á, ví dụ như là đảo ngược phủ tạng, hội chứng đồng dạng, vân vân, thì chúng ta có những cái cơ chế về phôi thai học, nó sẽ gây ra những cái bệnh tim bẩm sinh để giải thích cho chúng ta hiểu cái cơ chế bệnh sinh của bệnh tim bẩm sinh ở trong bào thai. Cái sơ đồ này thì người ta nói nhưng mà chúng ta cũng hình dung thì nó cũng dễ thôi chứ không khó. Ví dụ như do bất thường một cái căn nguyên đầu tiên là do một cái gen nào đó nó bị lỗi thì nó sẽ tạo ra cái protein bất thường, cơ chế phân tử mà tạo protein bất thường như vậy, mRNA thông tin đó, nó tạo ra cái protein bất thường đó thì nó sẽ tạo ra cái cấu trúc giải phẫu bất thường. Thì đó là một cái cơ chế đơn giản đơn thuần nhất mà chúng ta hay gặp và dễ hiểu, tức là giải thích cho chúng ta dễ hiểu. Nhưng có một số tình huống là chúng ta thấy có thể nó đột biến ở những cái, nó tổn thương ở những các cái gen khác nhau nhưng mà các cái gen đó nó đều qua một cái cơ chế, qua một cái chất trung gian A nào đó, ví dụ như chất vẹt lichen là cái chất hay cấu tạo của cái cấu trúc của tim ở thời kỳ phôi thai ấy. Nó bất thường một cái cấu trúc, và cái cấu trúc này nó sẽ dẫn tới hình thành cái giải phẫu học của trái tim, nó có thể là biểu hiện ở kiểu hình 1, kiểu hình 2 hoặc kiểu hình 3 chẳng hạn. Như vậy thì cái sơ đồ này để chúng ta hiểu rằng có thể là em bé cũng là một cái bệnh nó có kiểu hình như vậy chúng ta thấy, nhưng mà nó có thể sâu xa nó là các cái kiểu gen nó khác nhau nhưng mà thông qua một cái cơ chế trung gian để nó ra kiểu hình đó. Hoặc là kiểu hình nó có thể nó một gen nhưng mà nó có thể đưa ra nhiều kiểu hình khác nhau, ví dụ như là nó bị bệnh Down, tức là ba nhiễm mốt, nhưng nó cũng có thể đưa ra là em bé đó bị kinh nhĩ thất, có thể là em bé đó bị thông liên thất, hoặc là có thể là bị thông liên nhĩ chẳng hạn, tức là những cái kiểu hình khác nhau. Thì lúc đó chúng ta thường là chúng ta sẽ lập một cái phả hệ để chúng ta coi thử trong gia đình đó cái gen nào ha, là cái gen mà chúng ta phát hiện được, và những cái thế hệ sau đó thì họ tiếp nhận cái gen đó và ai là bị biểu hiện ra cái kiểu hình ha, để chúng ta lập cái phả hệ. Về mặt bất thường di chuyển ngoại trung mô thì chúng ta đi từ cơ chế đầu tiên đó, ha, hay còn gọi là bất thường của di chuyển chồi thần kinh, là những cái hội chứng mất đoạn nhỏ liên quan tới bất thường gen nhánh dài của những cá thể 22 là thường gặp với tỷ lệ là khoảng 1/4.000. Một số ít trường hợp thì bất thường có thể phát hiện bởi những cá thể chuẩn hoặc là mất đoạn có thể phát hiện bằng phương pháp FISH. Trong những trường hợp còn lại có thể những biến dị hoặc mất đoạn nhỏ mà không phát hiện được bằng phương pháp FISH hiện nay. Và mất đoạn của nhiễm sắc thể 10 cũng liên quan tới cái kiểu hình và mất đoạn trên nhiễm sắc thể 22 nhưng mà ít gặp hơn. Do đó các anh chị thấy cái hội chứng đi giọt á, ngoài cái chuyện tìm bất thường ở nhiễm sắc thể 22 ngày nay còn người ta còn có tìm ở trên nhiễm sắc thể số 10 nữa. Thì cái này là cái vùng di chuyển của cái tế bào ngoại trung mô trong cái hình thành các cái cung của vùng đại động mạch đó, ha, cái cung của động mạch thì chúng ta thấy nó sẽ các cái tế bào của ngoại trung mô chồi thần kinh này nó sẽ góp phần cấu trúc nên cái động mạch chủ và động mạch phổi. Các cái khiếm khuyết có liên quan bất thường dòng chảy trong tim, cơ chế thứ hai đó, người ta nhận thấy giảm dòng chảy qua van hai lá thì nó sẽ làm biến đổi cái tim trái từ cái thể nhẹ là thiểu sản cái tim trái thất trái cho đến thể nặng là không có lỗ van hai lá luôn. Đó là cái thuyết huyết động học giải thích về cái giảm dòng chảy qua van hai lá, hoặc là những cái trường hợp mà giảm dòng chảy qua cái tim trái nó làm cho cái eo động mạch chủ càng ngày càng nhỏ dẫn đến hẹp eo động mạch chủ ha.
là dường như cái dòng chảy trong sự phát triển của tim được kiểm soát, và cái kiểm soát này là do gen. Và lúc này người ta nghiên cứu về cái tỷ lệ diện tích của lỗ bầu dục trên diện tích vách liên nhĩ là chỉ số để đánh giá cái dòng máu qua cái vách liên nhĩ. À, bình thường cái diện tích này nếu mà chúng ta tính ra là khoảng 0.2 cái diện tích của lỗ bầu dục chia cho là diện tích của toàn bộ cái vách liên nhĩ á, cái này là phải dùng tới siêu âm 3 chiều người ta mới đo được cái tỷ lệ diện tích đó. Ở tim mà có dòng chảy bắt buộc từ phải qua trái, tỷ lệ này nó sẽ tăng đáng kể. Ví dụ như không có van ba lá thì nó không có còn dòng chảy từ nhĩ phải xuống thất phải nữa, mà nó bắt buộc từ nhĩ phải qua nhĩ trái. Như vậy thì người ta thấy tỷ lệ diện tích của lỗ bầu dục này nó lên tới 0.43, tức là nó gấp đôi so với bình thường. Hoặc là không lỗ van động mạch phổi với vách liên thất kính thì cái tỷ lệ này là lên tới 0.38. Ngược lại trong cái tắc nghẽn tim trái á, thì cái tỷ lệ lỗ bầu dục trên vách liên nhĩ nó sẽ giảm. Ví dụ như hẹp eo động mạch chủ thì người ta thấy cái tỷ lệ này nó chỉ có 0.14 thôi, còn hẹp van động mạch chủ là nó 0.11. À, còn đối với trường hợp mà thông liên nhĩ á, thì cái tỷ lệ này nó lên tới 0.37, tức là nó tăng cái hậu quả làm tăng cái dòng máu qua nhĩ. Thì đây là các cái cơ chế về huyết động học, cái người ta thấy chỉ cần cái lỗ bầu dục nó hạn chế, hoặc là cái van hai lá nó bị nhỏ, hoặc là cái van động mạch chủ hai mảnh nó làm giảm cái lưu lượng máu qua động mạch chủ thì nó sẽ làm cái tim trái kém phát triển. Và đặc biệt là cái dòng chảy qua qua cái lỗ bầu dục này. Cái cơ chế thứ ba là bất thường hệ đệm ngoài tế bào, hay còn gọi là chỗ cái vùng nón gối động mạch nhĩ thất và nón thân á, thì nó cấu tạo nguyên thủy bởi cái chất glucosamine glucosaminoglycan. Nó phân chia ra nội mạc và cơ tim, cấu tạo phần lớn của hệ đệm ngoài tế bào của thai ha. Sự kết hợp gối đối bên thì nó tạo nên cái vùng van hai lá và ba lá ở cái vùng nhĩ thất, cũng như là vùng van động mạch chủ và vùng van động mạch phổi ở buồng tắm. Các cái phân tử mà biểu hiện trong vùng kênh nhĩ thất và buồng thoát bao gồm những cái phân tử như TGF beta 2, BMP 4 ha, hay là ES protein vân vân, là những cái chất mà chúng ta biết qua cái từ cái cấu trúc phân tử ở trong gen, nó qua cái mRNA thông tin để nó tạo ra các protein này. Cái cơ chế thứ tư là bất thường chết tế bào. Ví dụ như là cụ thể là các lá vành ba lá thì có nguồn gốc từ phần trong của cơ tim thất phải phôi thai do tiến trình xác định thành thất phải. Bất thường cái tiến trình này hấp phụ của thành thất này nó có thể dẫn đến cái bệnh Epstein với dịch chuyển van ba lá về phía mõm của thất phải. Cái này chúng ta đã học trong cái bài Epstein rồi ha. Hoặc là trong cái thông liên thất phần cơ bè có thể do cái tổ chức hóa hệ cơ bất thường, hoặc là thứ phát do cái chết tế bào khu trú ở cái vùng đó nó xảy ra trong quá trình hình thành trái tim, nó gây ra cái thông giữa thất trái và thất phải, tức là cái tế bào ở cái vùng cơ bè nó chết quá mức, nó gây ra cái thông giữa hai tâm thất. Đây là cái hình ảnh minh họa của cái một cái quá trình chết tế bào để nó tạo ra cái van nhĩ thất bình thường ở bên phải. Cái này là chết tế bào không có đúng, nó vẫn còn làm dính cái van ba lá vào cái thành tâm thất và chúng ta có cái hậu quả đó là bệnh Epstein ha. Cái cơ chế thứ năm là bất thường phát triển mục tiêu. Cái việc kết nối của tĩnh mạch phổi bất thường được nghĩ là do bất thường phát triển mục tiêu. Có một cái gen mà người ta đã được tìm thấy trong cái bệnh hồi lưu tĩnh mạch phổi bất thường toàn phần ở cái nhiễm sắc thể số 4, cái locus là P13 cho tới Q12 ha. Người ta thấy ở cái đoạn đó nhưng mà cái gen thì người ta chưa có nhận diện được. Đây là nhắc lại cái bất thường phát triển mục tiêu, tức là khi các cái chồi phổi nó hội lưu với nhau, nó tìm cái nhĩ trái để nó đi về. Nếu mà nó tìm không ra nhĩ trái, nó kết nối với tĩnh mạch chủ trên hoặc là tĩnh mạch chủ dưới hoặc là ở song vành để nó gây ra các cơ thể hồi lưu tĩnh mạch phổi bất thường khác nhau ha. Cơ chế thứ sáu đó là định vị phủ tạng và xoay. Ở người, cái việc định vị bất thường trong hội chứng đồng dạng đã được quan sát ở một số phả hệ liên quan tới di truyền kiểu trội hoặc là kiểu lặn cũng có nữa. Và nó liên quan tới nhiễm sắc thể giới tính X. Nó gợi ý rằng cho có nhiều gen điều hòa cái việc xoay và định vị của tim cũng như là xoay của phủ tạng.
Và người ta thấy cái gen JIC3 nằm ở cái đoạn trên nhiễm thể X, đoạn Q24 cho tới 27.1 đã được định vị ở người trong giai đoạn có cái những cái bệnh tim gọi là situs ambiguous, định vị mơ hồ có liên quan tới nhiễm thể X. Hơn nữa thì những người mà có biến dị cái gen JIC3 này là có khiếm khuyết đường giữa kèm các cái dị tật ở tim. Đây là các cái hội chứng vô lách hay hội chứng đa lách. Như vậy thì chúng ta tìm hiểu được 6 cái cơ chế gây ra bệnh tim bẩm sinh để chúng ta đi tới nghiên cứu về mặt di truyền bất thường của hệ tim mạch. Thì khi mà chúng ta như vậy thì chúng ta phải hiểu rõ cái giải phẫu, điều trị và diễn tiến để chúng ta tư vấn cho bố mẹ. Chúng ta phải lập phá hệ để nhận diện ra các thành viên trong gia đình khác đã bị bệnh để mình dự đoán nguy cơ ở trong gia đình đó. Chúng ta phải tìm các bất thường dị tật khác ngoài cái dị tật tim để chúng ta đưa đến một cái hội chứng, các lựa chọn để chúng ta chẩn đoán tiền sản. Và lý tưởng là chúng ta tham vấn về mặt di truyền thì nên được cung cấp do cái nhà hình thái học họ có kiến thức về bất thường tim và cái tiên lượng lâu dài cũng như phương thức điều trị do bác sĩ tim mạch nhi với những cái kiến thức đã cập nhật và quan tâm về mặt di truyền học. Và chúng ta biết là cái di truyền học ngày nay ở nước ta cũng càng ngày càng phát triển ha. Chúng ta có thể chạy tới gần hơn 4.500 gen khác nhau để chúng ta tìm các cái nguyên nhân di truyền. Và cái nguy cơ tái phát đối với một bệnh tim bẩm sinh trong một gia đình, ví dụ như thâm liên thất, thì một trẻ bị thì cái nguy cơ bị trẻ thứ hai là 3%, nếu mà hai trẻ bị thì nguy cơ để thứ ba lên tới 10% chẳng hạn. Đó là các cái bệnh mà người ta đã làm nghiên cứu, cái nguy cơ thì nó sẽ càng ngày nó càng tăng. Hoặc là bố bị bệnh tim bẩm sinh hoặc mẹ bị bệnh tim bẩm sinh, cụ thể thì cái con đứa con đó sẽ nguy cơ bị bao nhiêu phần trăm thì người ta cũng có làm thống kê rồi. Những cái bệnh tim bẩm sinh mà nó gây ra do bất thường với số lượng nhiễm thể ha, thì chúng ta thấy là ví dụ như là chuyển bị đại động mạch có sửa chữa hay là LTGA hoặc DTGA hoặc là không động mạch phổi với vách liên thất kín hay thủy sản tim trái vân vân, thì chúng ta thấy cái nguy cơ mà bất thường nhiễm thể đây ta liệt kê từ từ thấp cho đến cao. Nói về sự đa dạng của nhóm gen đó, thì người ta thấy là có thể là không phải là một gen mà có thể là một đoạn luôn. Nó giải thích cho những cái kiểu hình ở trên lâm sàng, ví dụ như là nhiều cái biến dị khác nhau ở gen, nhiều bất thường ở gen mà nó gây ra cái biến dị của cấu trúc fibrin. Fibrin là cái mà cấu trúc của cái thành động mạch chủ của các anh chị. Thì người ta thấy là hội chứng mạc phân á, nó không phải là một cái gen duy nhất mà người ta thấy nó một cái đoạn gen luôn. Ngược lại, có một cái số trường hợp ở một vài gen khác nhau nó cùng mã hóa protein cấu trúc cơ tim, ví dụ như là chuỗi alpha myosin nặng hoặc là alpha tropomyosin hoặc là troponin T, nó có liên quan tới bệnh cơ tim phì đại. Ngày nay các anh chị thấy cái bệnh cơ tim phì đại nó liên quan tới gen càng ngày càng nhiều. Các cái nghiên cứu mà đặc biệt cái đại hội nghị tim mạch vừa rồi các chị thấy bác sĩ Thư có trình bày cái gen mà hiện nay người ta tìm lên tới gần tới 50 gen khác nhau ha. Các cái thử nghiệm gen được thực hiện ở gia đình có bệnh cơ tim phì đại và hội chứng QT dài và người ta tiến hành điều trị ở những cái tình huống này. Hoặc là nó rối loạn ở mức độ ti lập thể đối với bệnh cơ tim phì đại chẳng hạn. Thì rối loạn ti lập thể này cũng là do những cái bất thường di truyền mà đa phần là do bị mất đoạn. Những cái kết luận người ta đưa ra khi mà nghiên cứu về di truyền đó, là trước đây người ta cho rằng đa số các bất thường tim mạch là do ảnh hưởng của nhiều yếu tố, vừa do di truyền vừa do môi trường. Và hiện nay người ta nghĩ rằng là bệnh tim bẩm sinh ở người là thường do khiếm khuyết một cái gen nào đó, thậm chí là nó khiếm khuyết rải rác ở một vài vùng và nó gây ra những cái bất thường của cái cấu trúc của tim. Và những cái khiếm khuyết chung này
nó là hoặc là cái cơ chế bệnh sinh nó có thể gây ra từ một cái khiếm khuyết đó, bất thường về gen nó có thể gây ra nhiều kiểu hình khác nhau. Ví dụ như là mất đoạn 22q11 tức là hội chứng đi giọt đó, nó có thể gây ra là tứ chứng pha lô, nó có thể gây ra là thân trung động mạch, nó có thể gây ra là gián đoạn cung động mạch chủ, vân vân. Tức là một kiểu bất thường một cái gen nhưng mà nó có thể gây ra nhiều cái kiểu hình khác nhau. Bất thường tim mạch là tương tự, có thể là do biến dị gen ở vị trí khác nhau hoặc là một vài gen khác nhau. Cái việc làm sáng tỏ nền tảng gen của bệnh tim bẩm sinh thì cung cấp chúng ta việc phát triển sinh học của hệ tim mạch. Gen là người ta nghĩ nó là thủ phạm, và chúng ta nếu mà chúng ta nghĩ nó là thủ phạm thì chúng ta sẽ làm những cái nghiên cứu về sinh học phân tử, chúng ta cô lập cái gen đó đi hoặc là chúng ta cắt bỏ ở những cái nghiên cứu trên chuột để coi thử là nó biểu hiện ra kiểu hình nó có giống như vậy hay không, nó có biểu hiện ra những cái bệnh tim bẩm sinh không. Thì đó là để các cái nhà nghiên cứu ở trong phòng thí nghiệm đó, người ta tiến hành. Và khi thí nghiệm như vậy thì người ta cần phải có sự tương tác giữa các nhà nghiên cứu lâm sàng, ví dụ như bác sĩ tim mạch, bác sĩ di truyền học, phẫu thuật viên, với các cái nhà nghiên cứu cơ bản, ví dụ như các bác sĩ di truyền vân vân, các nhà sinh hóa những hạn, thì có những cái tiến bộ vượt bậc trong việc xác định gen. Chúng ta sẽ lần lượt đi các cái hội chứng mà nó có gây ra các cái bệnh tim bẩm sinh mà chúng ta thường gặp. Đặc điểm của những bệnh tim hội chứng thì chúng ta sẽ từ từ đi các cái hội chứng đó. Thì chúng ta thấy khi mà bất thường tim thì nó sẽ có liên quan tới bất thường ngoài tim kèm theo không? Tức là khi có bất thường tim thì cái nguy cơ bất thường ngoài tim nó sẽ tăng lên gần gấp 10 lần. Hoặc là khi có bất thường ở ngoài tim thì cái nguy cơ bất thường của tim nó cũng tăng lên từ 5 cho tới 9 lần so với bình thường. Thì các cái hội chứng mà chúng ta thường gặp là ở đây ha, gồm có trisomy 18, trisomy 13, trisomy 21, hội chứng Wolfson, hội chứng mèo kêu, hội chứng Turner, hội chứng Klinefelter. Đó là cái những cái hội chứng mà chúng ta thường gặp. Thì nó gây ra các bệnh tim bẩm sinh ha, cái nguy cơ mắc bệnh tim bẩm sinh của bất thường những cái thể nó rất là cao. Xung quanh từ 50 cho tới 90%, và các bệnh mà chúng ta hay gặp là gồm có thâm liên thất, kênh nhĩ thất, bất thường của cái van hai lá. Đầu tiên nhất là chúng ta đi hội chứng Down, nó chiếm 1/500 trẻ sinh sống, có 40 đến 50% kèm bệnh tim bẩm sinh, cái gương mặt thì dẹt, lưỡi nhô ra, đầu nhỏ, mắt sết. Tim thì chúng ta có thể thấy là thông liên thất và kênh nhĩ thất, là kênh nhĩ thất là chúng ta thường gặp nhất, kế đến là sẽ là thông liên thất. Các bất thường khác thì chúng ta có thể gặp là chậm phát triển về mặt tâm thần, thể chất, tắc nghẽn đường tiêu hóa, bất thường tuyến giáp, thính lực, thị lực, xương mô mềm, ngưng thở lúc ngủ, dễ bị nhiễm trùng. Thì đây là các cái bản tổng kết của cái hội chứng trisomy 21. Thì chúng ta sẽ thấy các cái đặc điểm hình thái học của bé, cái tỷ lệ bệnh tim bẩm sinh là 40-50% các bệnh tim bẩm sinh chúng ta có thể gặp. Và ngày nay thì người ta thấy là cái xuất phát động mạch dưới đòn phải lạc chỗ nó cũng liên quan tới cái hội chứng Down, do đó khi ở 12 tuần các chị nên bỏ Doppler màu để tầm soát coi thử cái động mạch dưới đòn phải nó có bị lạc chỗ hay không. Một cái nghiên cứu cho thấy là cái kết hợp của động mạch dưới đòn phải lạc chỗ và bất thường vùng noãn thân là tăng lên ở những bệnh nhân hội chứng Down cũng như là các cái hội chứng đi giọt. Mà cái động mạch dưới đòn phải lạc chỗ thì nó chiếm khoảng 1% của những cái bất thường số lượng những cái thể, và 24% ở bệnh nhân trisomy 21. Và cái động mạch dưới đòn phải lạc chỗ này thì nó có liên quan tới bất thường của những cái thể khác nữa, chứ không phải là chỉ có những cái 21 không. Thì có những cái tranh luận về việc mà chăm sóc những đứa trẻ mà khi mà chúng ta phát hiện ra cái động mạch dưới đòn phải lạc chỗ đơn độc thôi, trong những cái trường hợp mà tình huống em bé đó nó có nguy cơ cao thì chúng ta cần phải chọc ối để coi thử là nó bất
có bất thường gì khác kèm theo hay không. Còn khi mà em bé nó bị hội chứng đau thì chúng ta cần phải để ý là cái mối liên quan giữa hội chứng đau và kênh nhĩ thất. Khi mà một bệnh nhân mà có bị chẩn đoán kênh nhĩ thất xong thì chúng ta kỳ vọng kết quả em bé đó nó về bị bệnh đau, cái kết quả nó chọc ối về bệnh đau nhiều hay sắp thì chúng ta thấy cái nguy cơ từ cao xuống thấp nữa của hội chứng đau. Nếu mà kênh nhĩ thất chúng ta thấy là cân đối kèm theo có động mạch chủ cưỡi ngựa nữa thì cái nguy cơ của em bé đó bất thường lên tới 70% về hội chứng đau. Nếu mà bị kênh nhĩ thất đơn độc cân đối thì nguy cơ hội chứng đau là 60%. Nếu mà bị kênh nhĩ thất bán phần thì nguy cơ hội chứng đau là 40-50%. Nếu mà không cân đối thì cái nguy cơ bị hội chứng đau rất là hiếm. Nếu mà có hội chứng đồng dạng nữa với van nhĩ thất chung thì rất rất là hiếm khi nào mà kết quả chọc ối về mới đó bị hội chứng đau. Đây là cái hình ảnh minh họa của hội chứng đau nữa ha. Chúng ta sẽ thấy từ cái kênh nhĩ thất tới thông liên thất tới van nhĩ thất trên cùng mặt phẳng tới động mạch dưới đòn phải lạc chỗ tới những cái đốt sáng ở trong thất trái ha, hoặc là không có ống tĩnh mạch nó nối trực tiếp vào tĩnh mạch chủ dưới vân vân, thì đó là các cái bất thường mà chúng ta hay gặp trong cái hội chứng đau. Cái hội chứng thứ hai đó là hội chứng Turner, là bốn bộ nhiễm có thể là 45 XO á, thì có 35% bệnh tim bẩm sinh sẽ kèm theo. Chiếm 1/2.000 trẻ sinh sống ha. Tim mạch thì chúng ta có thể là hẹp mạch chủ, mạch chủ có hai mảnh, thông liên nhĩ, thất trái nhỏ, tăng huyết áp. Về hình thái học thì là người nhỏ, cổ có màng, hàm dưới thụt ra sau, tai đóng thấp, đường dẫn tóc thấp, mắt nhìn rũ xuống, hơi ngực rộng, chân dẹt, ngón tay hướng lên, cẳng tay bị cong ra ngoài, tay cẳng giá đó ha. Bất thường về hệ sinh dục và buồng trứng, nhược giáp, vẹo cột sống. Đây là hình ảnh minh họa của một cái hội chứng Turner. Thì ở trong bào thai thì chúng ta sẽ gặp là cái nang nước ha, ở vùng gáy. Có thể gặp tràn dịch màng phổi. Chúng ta thấy là bất cân xứng giữa tim phải và tim trái. Bất thường của ống tĩnh mạch hoặc là thận móng ngựa vân vân. Ở quý 2 thì các anh chị có thể là cái nếp gấp sau gáy nó dày, dày da cái vùng trước sông mũi ha, hoặc là phù trú ở cái vùng chân bàn chân, thất nó không có cân đối, hẹp eo động mạch chủ. Rồi cái hội chứng thứ ba là hội chứng mắt mèo, là có ba những cái tại số 22 á, thì nó có 40% bệnh tim bẩm sinh kèm theo. Thường là chúng ta sẽ gặp là hồ lưu tĩnh mạch phổi bất thường toàn phần, thường là trẻ nó có không có lỗ hormone, môn khuyết tật của mống mắt, rãnh giữa mi trên và mi dưới, có bất thường ở tai, bất thường ở thận, trẻ bầm hầu, chậm phát triển xương và tâm thần. Đó là cái đặc điểm của những em bé mà nó bị hội chứng mắt mèo đó, tai những thể 22 ha. Hội chứng thứ tư là hội chứng Edward, là ba nhiễm sắc thể 18, chiếm 1/4.000 trẻ sinh sống. 95% là mất ở trong bụng mẹ, khoảng 5 đến 10% trẻ sinh ra thì sống được tới 1 tuổi và 50% là mất trong tháng đầu. Nói chung là những cái bé bé này thì cái thống kê là trước đây từ 2015 trở về trước, chứ còn gần đây những cái hội thảo mà về các chị về tim mà có những cái đứa trẻ mà bất thường nhiễm huyết thể thì người ta, ở Mỹ người ta chăm sóc ở trong bào thai tốt quá, cho nên có những đứa trẻ 13, 18 mà nó sống sau sinh cũng cũng khá là lâu ha. Tim mạch thì có thông liên nhĩ, thông liên thất, cỏ động mạch. Các cái đặc điểm của trisomy 18 thì chúng ta thấy các cái hình thái học nó đây ha, các anh chị sẽ về tham khảo thêm, có thể thấy thoát vị rốn, thoát vị hành, rồi dò khí quản thực quản vân vân.
và cái tỷ lệ bệnh tim bẩm sinh nó lên tới có khi 90 đến 100%, và cái phổ bệnh nó cũng khá là rộng, từ thông liên nhĩ, thông liên thất quản động mạch, ti chứng phao lô, thất phải hai đường ra, hẹp eo động mạch chủ, van động mạch chủ hai mảnh, bất thường của ba những cái thể 18 ha, trình những cái thể đồ, các cái đặc điểm hình thái học. Ở tim mạch ở trong bào thai thì chúng ta thấy thường gặp nhất là thông liên thất nha, hoặc là bất thường ở cái vùng nón thân, hoặc là cái động mạch rốn, dây rốn nó chỉ có một động mạch thôi, hoặc là cái động mạch dưới đòn phải lạc chỗ. Cái hội chứng Tato ba những cái thể 13 thì nó cũng hiếm gặp, và nó có tới 80% bệnh tim kèm theo. Những cái bệnh đó thường là tim bên phải, cổ động mạch, thông liên nhĩ, thông liên thất. Biểu hiện điển hình trong giai đoạn mới sinh là chỉ số áp ga thấp, sọ nhỏ, thoát vị não, ha, vân vân. Các cái dấu hiệu hình thái học chính là đa ngón, trẻ vòm hầu, chiếc môi trẻ vòm hầu, ha, cầm nhỏ, vân vân. Bệnh tim bẩm sinh là 80%, bao gồm thông liên nhĩ, thông liên thất, cổ động mạch, hội chứng thiếu sản tim trái, hẹp eo động mạch chủ, vân vân. Chúng ta trên những thức đồ thể đồ thì chúng ta thể thấy ba những cái thể 13. Ở trong bào thai thì chúng ta sẽ thấy ha, những coi như là não vô sọ rồi, cái độ mờ da gáy dày, tay nhiều ngón, thông liên thất, thận tăng cái echo của thận ha, chiếc môi trẻ vòm hậu. Hội chứng đi giọt thực ra là một cái hội chứng mà chúng ta gặp cũng khá nhiều sau cái hội chứng đau thôi ha. Cái vẻ mặt đặc trưng bao gồm bất thường vòm hầu, khả năng học hỏi kém, giảm canxi máu và suy giảm miễn dịch. Khoảng 75% là có bệnh tim bẩm sinh kèm. Những bệnh tim bẩm sinh đó bao gồm tiến chức phao lô, thân chung động mạch, gián đoạn cung động mạch chủ, thất phải hai đường ra. Đây là các cái đặc điểm di truyền mà ở trên cái đứa trẻ, và chúng ta không phải ở nhiễm thể 2 không, mà ngoài ra ở nhiễm thể số 10, 18 và 4 thì nó cũng gây ra cái hội chứng đi rồi. Cái tỷ lệ bất thường bao gồm bất thường ở tim ha, đá ối, đá nhiều ngón tay, đa ngón, dễ vòm hầu, sứt môi, thoát vị hoành, vân vân, thì cái tần suất gặp nó như vậy. Cái này là một cái thống kê mà về bệnh tim bẩm sinh và hội chứng đi rọt. Khi mà chúng ta có những cái bệnh ví dụ như gián đoạn cung động mạch chủ hay thông liên thất có cái kèm theo bất thường cung động mạch chủ nha, thân dung động mạch, thì cái nguy cơ của cái hội chứng đi rọt là bao nhiêu phần trăm, thì cái này là tổng kết ngược lại ha. Thì trong cái hội chứng đi rọt thì người ta còn có để ý cái tuyến ức. Cái tuyến ức thì các anh chị đo cái ở mặt cắt, gọi là khi mà chúng ta thấy cái tĩnh mạch thân cánh tay đầu bên trái á, hoặc là chúng ta đo ở mặt cắt ba mạch máu khí quản, đo ta đo cái chiều dài của cái tuyến ức này chia cho cái đường kính lồng ngực trước sau ha. Nếu mà cái tỷ lệ này khoảng trên 0.35 trên 0.4 á, thì tuyến ức đó là coi là bình thường. Còn nếu mà dưới 0.35 thì nó là bị thiểu sản. Đây là cái biểu đồ của một cái tuyến ức bình thường khi mà chúng ta cắt ở ba mạch máu này. Thì nó là trên 0.4. Còn nếu mà nó dưới 0.35 ở đây thì cái tuyến ức này là bị thiểu sản. Đó là các cái nghiên cứu cơ bản người ta tính toán về cái kích thước của tuyến ức. Hoặc là đo ở vị trí mà cái thân cánh tay đầu thì cái kích thước trung bình nó cũng khoảng xung quanh khoảng 0.4. Cái thiểu sản của cái vùng ở trên não là đo đạc, là tính toán để nó thiểu sản thì có cái kích thước đo bình thường. Các anh chị nào mà về sản khoa mình tham khảo thêm ha. Và cái bệnh nó cũng đa dạng, cái vùng nón thân hội chứng đi giọt nó ra rất là nhiều, có thể gây ra cái gián đoạn cung mạch chủ, tức là mạch chủ lên nó chia các cái nhánh lên đầu thôi,
rồi sau đó nó không không có nối với cái động mạch trụ xuống, mà động mạch trụ xuống là nó qua động mạch phổi đây, ống động mạch nó xuống động mạch trụ xuống này ha. Hoặc là trong tứ chứng Fallot cũng vậy, một em bé mà chúng ta chẩn đoán không lỗ van động mạch phổi kèm thông liên thất mà nó có hội chứng đi giọt kèm theo thì thường nó sẽ nặng hơn, có nghĩa là cái nhánh động mạch phổi nó sẽ rất là nhỏ và nó được tuần hoàn bằng hệ nuôi đi rất là nhiều. Thì ở trong bào thai chúng ta sẽ để ý những cái gì ở những đứa trẻ mà bị hội chứng đi giọt? Có thể là bị gián đoạn cung động mạch chủ với cái tuyến ức rất là nhỏ, đánh dấu sao chỗ này nè ha, hoặc là cung động mạch chủ bên phải với cái tuyến ức nhỏ thì chúng ta phải nghi ngờ ha, hoặc là trong não bất thường, trong não hoặc là cái mũi ha bất thường, hoặc là bị đa ối thì chúng ta phải để ý. Những cái hội chứng khác để cho anh chị giống như mình có khái niệm để sau này mình quan tâm tới mặt di truyền á, thì mình để ý ví dụ như hội chứng sạc, tức là bất thường ở vùng mắt và võng mạc, nó viết tắt của các cái chữ dị tật ở tim, không không có lỗ hormone ha, chậm phát triển trong bào thai, bất thường của hệ niệu dục, hệ sinh dục đó ha, bất thường ở tai thì nó viết chung lại thành cái hội chứng sạc. Đó, thì cái hội chứng sạc thì sẽ có cái tần suất gặp của những cái bất thường này là bao nhiêu phần trăm ha, thường là tay tay trong, tay giữa, tay ngoài, bất thường của hệ thần kinh, không lỗ hormone vân vân. À, bất thường ở tim là lên tới 75% ha. Cái hội chứng thứ hai trẻ em mà chúng ta hay nghe nói đó là hội chứng Patten. Patten là bất thường cuộc sống, không lỗ hormone, bất thường ở tim, giờ thực quản khí quản, bất thường ở thận, bất thường ở chi, thì chúng ta sẽ thấy cái cột sống đó ha, bất thường. Qua một cái nhóm khác mà nó không có phải là di truyền mà do các cái chất hóa chất hay là tác nhân vật lý hoặc là tác nhân sinh học nó gây ra bất thường bẩm sinh, thì cái chất này cái liệt kê danh sách của nó thì rất là nhiều, bao gồm những cái mẹ bị nhiễm virus ví dụ như rubella, mẹ bị lupus ban đỏ, mẹ bị tiểu phenylketonuria niệu, hoặc là mẹ uống các cái thuốc ví dụ vitamin A liều cao, warfarin vân vân, hoặc là dùng các cái thuốc như là bình thần như là lithium, hay là mẹ bị tiểu đường chẳng hạn, hoặc là mẹ nghiện rượu, ở Việt Nam mình thấy ít người mẹ nghiện rượu ha, thì mẹ nó sẽ có những cái dị tật ví dụ như là vitamin A liều cao quá do làm đẹp á ha, nó sẽ gây ra những em bé nó có bị dị tật ở trong bào thai, hoặc là mẹ bị lupus ban đỏ rồi con cũng bị ha, có thể là bị lấp dị thất vân vân, bị các cái nổi ban sau sinh đó. Do đó thì các cái tác nhân này nó tác động vào cái quá trình hình thành của cái tim, chúng ta biết cái giai đoạn từ tuần lễ thứ ba tới tuần lễ thứ chín á, từ cái ống tim nguyên thủy tới quá trình xoay của tim, rồi quá trình hình thành của thất, hình thành bách liên nhĩ, hình thành của hệ tĩnh mạch, van nhĩ thất. Nếu mà chúng ta tác động vào các cái giai đoạn này thì nó sẽ gây ra các cái bệnh tim bẩm sinh tương ứng, và các cái gen hay những yếu tố có thể tác động vào các cái giai đoạn đó thì người ta có liệt kê trong cái bảng này. Ngoài ra cái nhóm mà bất thường đơn gen nó gây ra bệnh tim bẩm sinh thì chúng ta sẽ lần lượt đi qua các cái hội chứng này để các chị biết. À, rất là nhiều hội chứng khác nhau ha, mà do một cái đơn gen, ví dụ hội chứng Noonan, hội chứng Costello, hội chứng Leopard, hội chứng Alagille, hội chứng mạc phân, hội chứng Conoram, hội chứng đồng dạng, hội chứng sạc hồi nãy chúng ta đã đi qua rồi đó ha. Thì các cái gen mà bất thường của nó ngày nay có tìm ra là ở phía bên này, các cái gen này và các bệnh tim có thể gặp ở cái nhóm đó. Thì cái vai trò của truyền nó sẽ càng ngày nó càng càng nhiều. Thứ nhất là hội chứng mạc phân là đột biến cái gen mà gây ra cấu trúc cái phân tử fibrillin, thường là nó nằm ở trên nhịp chuyển thể thứ 15, nó bất thường ở mô liên kết mắt, tim mạch, xương, các mạch máu lớn vân vân.
gây ra giãn động mạch chủ, bóc tách động mạch chủ, hở van mạch chủ, xa van hai lá, bất thường cơ xương, dây chằng bị lỏng lẻo, vụ về cuộc sống ha, trượt đốt sống, mắt thì cận thị, lạc vị của thủy tinh thể, bị glaucoma. Đây các anh chị thấy một cái tay bình thường đó, nếu mà chúng ta để cái tay còn lại vòng qua cái tay bên còn lại đó, thì cái ngón trỏ và ngón cái đó, thì nó chỉ có vừa đụng với nhau thôi, còn những người hội chứng mạch phân thì nó sẽ dư ra một khúc ha. Cái xương, cái khớp của họ, cái tay ngón tay họ cũng dài hơn bình thường. Cái này là bị lạc vị của thủy tinh thể ha, bán trật hay người ta còn gọi là bán trật thủy tinh thể. Người xương thì có gù vẹo cột sống. Cái hội chứng thứ hai là hội chứng nu nâng mà có đơn gen đó. Thì bên này là các cái biểu hiện thường gặp là chúng ta thấy bất thường ở mặt ha, chiếm 100%. Đây là cũng các cái rãnh ở mặt đây ha, hoặc là cái tai đóng thấp, hoặc là dị tật ở tim là gặp tới 84%. Cái màu vàng này là cái mà chúng ta sẽ thường gặp. Bất thường ở tim chúng ta có thể gặp là hẹp van động mạch phổi, hay là cụ thể là cái loãng xẹn van động mạch phổi. Do đó những cái trường hợp hẹp van động mạch phổi mà chúng ta nghĩ hội chứng nu nâng này á, thì khi sau sinh á, cái việc nâng van nó dễ bị tái hẹp và nó khó thành công, bởi vì cái van nó bị loãng xẹn, nó dư mô van, nó gây ra cái van nó khó đóng lại. Nó gọi là nó bị hẹp chứ không phải là do nó dính các mép van, cho nên khi mà chúng ta nâng ra cái tỷ lệ thành công nó rất là thấp. Thường những cái này phải chỉ định mổ mới tốt, hoặc là nó gây ra bệnh cơ tim phì đại, kênh nhĩ thất, tứ chi pha lô, hẹp eo động mạch chủ, chiếm 1/1.000 cho tới 2.000 trẻ sinh sống ha. Các cái bệnh tim nãy giờ tôi vừa kể rồi, và đặc biệt là siêu âm tim thai, siêu âm thai thì chúng ta thể thấy là cái tăng phỏng vòi sau gáy, hoặc là nang nước, đa ối, và chúng ta có thể gặp các cái dị tật ở tim vừa kể, hoặc là bệnh cơ tim. Nó đột biến ở trên gen PTPN1 của nhiễm sắc thể 12, di truyền trội ha. Các đặc điểm chính là người thấp, chậm phát triển trí tuệ, vẻ mặt đặc trưng là hai mắt xa nhau, nếp gấp đuôi mắt, cận thị, tai bị biến dạng, cơ bả vai thì lồi ha, cổ ngắn, tóc thấp, vân vân. Đó đặc điểm của hội chứng nu nâng ha. Cái chân tóc cũng đóng thấp ha, cái cổ bạnh ra. Các cái bệnh tim gặp ở trẻ nuôi hội chứng nu nâng này ha, hẹp van động phổi, kênh nhĩ thất, hẹp eo động mạch chủ thì cái tần suất hay gặp này. Cái hội chứng Honoram, Honoram là đột biến ở trên gen TBX5 và nhiễm sắc thể số 12, còn gọi là hội chứng tim tây ha. Bệnh tim bẩm sinh là chiếm 75-85%, chủ yếu là thông liên nhĩ đầu thứ phát, có thể gặp thêm là thông liên thất. Tây thì chúng ta thấy là giảm sẵn cái xương quay đó ha. Cái hội chứng Honoram là cái di truyền trên nhiễm sắc thể trội, cái đột biến gen là nó chiếm tới 30-40%. Chúng ta có thể là thấy cái thiểu sản nguyên cả cái cánh tay luôn. Và cái bệnh tim thường gặp đó, thông liên nhĩ là chúng ta khá thường gặp, hoặc là có thể gặp thông liên thất, kênh nhĩ thất. Đây, trên cái phim X quang thì chúng ta thấy cái thiểu sản của cái xương quay. Hội chứng khác là hội chứng Alagille. Alagille là cũng là một cái hội chứng mà các chị mà đi nhi á, các chị hay thấy là bị tắc nghẽn của đường mật á, kèm theo cái bệnh tim bẩm sinh là hẹp nhánh động mạch phổi. Những đứa trẻ này hay bị vàng da ha. Biểu hiện chính của cái hội chứng này là loãng xẹn các động mạch ở gan, di truyền theo kiểu trội, tắc mạch trong gan, nghẽn ống dẫn mật, bất thường khoang trước của mắt, xương sống đặc biệt thì nó có hình cánh bướm, hẹp động mạch phổi ngoại biên. Nó đột biến ở trên cái gen mã là RAC1 ha. Đây, cái hình ảnh đặc trưng của những đứa trẻ này là chúng ta sẽ chụp X quang, chúng ta thấy cái cột sống, đốt sống nó có dạng hình cánh bướm ha. Và những cái trường hợp này rất là khó chịu, đó là hẹp động mạch phổi ngoại biên. Ở ngoại biên này chúng ta rất là khó can thiệp, tại vì nó hẹp sâu ở trong cái nhu mô phổi á.
phẫu thuật viên không có thể nào can thiệp vô được. Mà những bé này là có thêm bị bất thường ở hệ gan mật nữa, cho nên là rất là nặng ha. Hội chứng Ehlers-Danlos van Krewe thì thỉnh thoảng các anh chị sẽ gặp bất thường cái gen EVC này ở trên nhiễm sắc thể số 4, chiếm 1/60.000 trẻ sinh sống, do loạn sản lớp ngoại bì của sụn ha, bất thường về xương, răng, móng, niêm mạc miệng và tim. Người thì nhỏ, tay thì đa ngón, nhưng mà đa ngón ở đây rất là đặc biệt các chị. Cái đa ngón ở đây thì em bé nó 6 ngón, nhưng mà 6 ngón nó đều, chứ không phải là những cái trường hợp 6 ngón do dư cái mô ở vùng ngón út hay là ngón cái, mà nhìn 6 ngón tay nhìn đều lắm, chúng ta tưởng là 5 ngón như bình thường vậy đó. Nhưng mà đặc điểm của nó là nhĩ chung ha, hoặc là kênh nhĩ thất, nhưng mà cái nhĩ nó cũng nhĩ chung luôn. Hai em bé giơ bàn tay lên chúng ta nhìn thấy rất là đều, nhưng mà nó có 6 ngón, đếm kỹ thì nó có 6 ngón, 6 ngón tay, 2 bàn tay, 2 bên đều nhau. Hội chứng William thì cũng ít gặp ha, chiếm 1/20.000 trẻ sinh sống, đột biến di truyền trội bất thường gen trên nhiễm sắc thể số 7. Chủ yếu là nó gây ra bệnh hẹp trên van động mạch chủ và trên van động mạch phổi. Đây chúng ta thấy chứng William ha, hẹp trên van động mạch chủ, và thường nó bất thường kèm theo, chúng ta cần phải để ý đó là hẹp luôn cái động mạch vành luôn. Những cái này, trường hợp này thì tiên lượng rất là xấu. Bất thường ở nhiễm sắc thể số 7 ha, một cái đoạn để trên hình ảnh chụp siêu âm, trên hình ảnh CT MRI hay là thông tin, chúng ta sẽ thấy để mục đích chúng ta chụp luôn cái mạch vành, coi mạch vành nó có bị hẹp hay không. Như vậy thì sau khi mà chúng ta chẩn đoán ra được một đứa trẻ bị bệnh tim bẩm sinh rồi, thì chúng ta phải cho siêu âm tầm soát các dị tật khác, coi thử có các dị tật khác kèm theo hay không. Rồi sau đó thì nếu mà được thì chúng ta đưa vô hội chứng, còn không thì nếu mà nó tổn thương đơn độc, và chúng ta sẽ tìm những cái bệnh có liên quan tới cái hội chứng đó, hoặc là chúng ta tìm những cái sót mạch cơ khác mà nó có thể gây, nghĩ tới một cái những bất thường nhiễm thể, chúng ta tham vấn về mặt di truyền, chúng ta cho làm cái test di truyền, nhưng mà không có không níp cái vai trò níp nó không có vai trò trong cái việc khi chúng ta đã chẩn đoán mình tim bẩm sinh rồi thì không có cho làm níp nữa ha, níp nó không có giá trị tới thời điểm hiện tại. Chúng ta phải tham vấn với bác sĩ tim mạch và bác sĩ chu sinh để chúng ta chăm sóc bé ra cho được tốt. Ví dụ như là khi mà chúng ta thấy là em bé nó bị bất thường của vùng nón thân, chúng ta đưa vô một hội chứng đó là hội chứng gì, thì chúng ta phải tìm hội chứng đi giọt hay honoram hay vắt ten hay chạc hay nu nâng, thì chúng ta sẽ tìm trên có bất thường tuyến ức kèm theo ở trong hội chứng đi giọt hay không, có bất thường cột sống ở trong hội chứng vắt ten hay không, có bất thường hệ niệu dục hay không, vân vân. Chúng ta tìm, và khi tìm thì sau đó thì sẽ tham vấn về mặt di truyền. Về nguyên tắc là chúng ta sẽ xét nghiệm di truyền học ở tất cả các bệnh tim bẩm sinh, trừ cái bệnh chuyển vị đại động mạch. Thì hiện nay thì nếu mà chuyển vị đại động mạch đơn thuần thì người ta chưa chưa tìm thấy, nhưng mà đối với những cái trường hợp đó thì người ta khuyến cáo là những trường hợp mà không có tìm ra được bất thường di truyền thì chúng ta phải bảo quản cái mẫu đó để sau này người ta phân tích thêm. Và đặc biệt chú ý cái mất đoạn của nhiễm thể 22q11 ở cái nhóm bệnh nón thân, và có thể chẩn đoán trước sinh một vài hội chứng có liên quan tới bệnh tim bẩm sinh. Và không khuyến cáo xét nghiệm sinh học phân tử thường quy khi mà chúng ta đã chọc ối làm nhiễm thể nó bình thường rồi. Thì có một số cái trường phái là người ta cho chạy hết các cái gen để làm cái sinh học phân tử thường quy, nhưng mà ở cái phần tim bẩm sinh này người ta không có khuyến cáo làm thường quy. Chúng ta chỉ tập trung nghi ngờ cái nào thì chúng ta làm ở phần đó, chúng ta không có làm một cách thường quy hết các cái gen. Và khuyến cáo siêu âm tim thai lúc 16 đến 18 tuần ở cái gia đình mà trước đó đã có tiền căn, và cần phải có chuyên gia để khám nghiệm giải phẫu bệnh của thai, không nên
tách cái tim thai riêng biệt ra mà phải để chung trong một cái khối ở lồng ngực để người ta khám nghiệm đánh giá cho nó đúng. Tóm lại thì bất thường nhiễm nhất thể ở trẻ có bệnh tim bẩm sinh thì nó chiếm xung quanh khoảng 15%, và ở thai nhi mà bị tim bẩm sinh đó, thì cái nguy cơ bất thường nhiễm nhất thể nó lên tới 30-40%. Các chị thấy, tức là sau khi sinh đó, thì cái tỷ lệ này nó chỉ khoảng 15% thôi, nhưng mà ở trong bụng mẹ có bệnh tim bẩm sinh thì cái tỷ lệ này tới 30-40% rồi. Tại vì những cái trường hợp này nó bị sảy thai, bị thai lưu hay là bị chấm dứt thai kỳ, cho nên là sau sinh chúng ta sẽ thấy nó thấp hơn gần một nửa, hơn một nửa. À, các bệnh tim mà dễ liên quan tới bất thường nhiễm nhất thể như là kênh nhiễm thất, thông liên thất, tứ chứng Fallot, vân vân. À, các bệnh lý ít liên quan tới bất thường nhiễm nhất thể như là chuyển về động mạch, hội chứng động dạng. À, như vậy thì chúng ta để ý khi những cái bệnh này chập ối thì nguy cơ bệnh tim bẩm sinh bất thường nhiễm nhất thể nó cao. Còn đối với hai cái bệnh này thì cái kết quả chúng ta kỳ vọng về cái bất thường nhiễm thể thì nó sẽ là rất là thấp ha. À, chúng ta hiểu rằng là có khoảng 40 đến 50% bệnh tim bẩm sinh sẽ gặp ở hội chứng Down, 25 đến 30% là 5% ở hội chứng Turner, và trên 80% nếu mà em bé đó nó bị trisomy 21, áo trisomy 18 và trisomy 13. Nếu mà em bé nó có bị hội chứng đi rọt á, thì có 85% có khả năng là bị bệnh tim bẩm sinh, bao gồm tứ chứng Fallot, thân trung động mạch, gián đoạn cung mạch chủ. Hội chứng William thì có 90% là bệnh tim bẩm sinh hẹp trên van mạch chủ hay là hẹp trên van mạch phổi. Hội chứng Noonan thì có 80 đến 90% bệnh tim bẩm sinh bao gồm hẹp van mạch phổi, bệnh cơ tim phì đại. Hội chứng Alagille thì có 80-90% là bệnh tim bẩm sinh, đó là hẹp nhánh của động mạch phổi. Hội chứng Honoram hay là còn hội chứng tim tây á, thì có 80 đến 90% là bệnh tim bẩm sinh. Và tới ngày nay thì có khoảng 70% bệnh tim bẩm sinh là đơn độc, không có xếp được vô trong hội chứng, và trong đó là có 30% là bất thường về gen. À, cái tỷ lệ mà tái phát ở bệnh tim không có hội chứng là từ 1 đến 5%. Thì đó là các cái tóm tắt để các anh chị biết khi mà các anh chị gặp một cái tình huống có bệnh tim bẩm sinh ở trong bào thai, thì các anh chị phải nghĩ tới coi thử có xếp vô được hội chứng hay không. Muốn xếp vào hội chứng thì chúng ta phải coi các cái cơ quan khác nó có bất thường kèm theo hay không, và chúng ta phải hiểu cái cơ chế của bệnh tim bẩm sinh đó để chúng ta hiểu cái cơ chế di truyền, chúng ta tìm cái bất thường di truyền có liên quan. Bài trình bày tới đây là hết. Các anh chị có hỏi về gì về bài này không? Để các anh chị mà quan tâm về mặt di truyền. Thầy cho em hỏi một câu ạ. Em hỏi đi em. Thế cho em hỏi ví dụ như là cái chỗ hình thành bài của thầy cũng nói khá là tương đối là rất là hay rồi. Cho em hỏi một chút ngoài ngoài lề thôi, mà cái chỗ hình thành cái động mạch vành ấy, thì về cái phôi mặt phôi thai kia thì nó hình thành như nào này thầy nhỉ? Với lại nó xếp vào nhóm nào thầy? Nếu mà trong sáu cái nhóm Nó là bất thường phát thầy triển mục tiêu, nó trong bất cái thường nhóm phát bất triển thường phát triển mục tiêu. À, hồi xưa đọc cái bài, anh có biết cái bệnh Ankaba là cái đại dịch cái chữ từ là Ankaba, có nghĩa Ankaba. là người ta đọc, nó nói là động mạch vành trái xuất phát từ động mạch phổi Vâng. á. À, thì ngày nay người ta không biết thích dùng cái từ đó nữa, mà người ta nói là kết nối bất thường của động mạch vành trái vào động mạch phổi. Vâng. Tại vì cái động mạch chủ nó không có xuất phát ra động mạch vành, mà động mạch vành nó tìm về, nó gắn vô động mạch chủ, cái phôi thai học á. Vâng. Tức là Vâng. mới đầu là các cái tế bào cơ tim nó nuôi được bởi những cái xoang ở trong cái lòng thất trái, lòng thất phải, các cái xoang đó nó hình thành, nó ngấm thẩm thấu qua các cái xoang đó để nó nuôi cái tế bào cơ tim ở giai đoạn sớm. Vâng. Sau đó thì các cái mạch máu ở thượng tâm mạc nó sẽ hình thành để nó kết nối các cái mao mạch đó để nó thành cái hệ thống mạch vành. Thì cái hệ thống mạch vành này nó mới từ bên trái bên phải, nó mới tìm về động mạch chủ để nó gắn kết vào động mạch chủ, thì nó sẽ hoàn thiện một cái
cái hệ mạch máu bình thường. Trong cái kết nối bất thường của động mạch vành á, thì khi nó đi về nó tìm không có đúng chỗ, nó nối lộn vô cái động mạch phổi, thì chúng ta sẽ có kết nối của động mạch phổi bất thường vào động mạch vành vào động mạch phổi nha. Thì như vậy thì cái bất thường động mạch vành này người ta sẽ xếp vào cái nhóm là bất thường phát triển mục tiêu. Thì cái nó giống như trong cái nhóm mà bất thường kết nối của tim mạch phổi vậy đó. Thì nó sẽ kết nối vào cái đó. Thì các anh chị nếu mà đi sâu về phân tử phôi thai học thì mình sẽ hiểu sâu hơn về cơ chế, và chúng ta sẽ đi tìm về các cái cơ chế gen để chúng ta, nếu mà anh chị đi học về mặt di truyền á, các chị nên biết về mặt cơ chế để chúng ta đi sâu vào, và chúng ta sau đó chúng ta sẽ coi thử cái gen nào là cái gen nó quy định những cái phát triển mục tiêu đó, để chúng ta đi đi sâu vào phân tử học để chúng ta tìm. Thì đó là cái giải thích cơ chế mà nãy anh hỏi. Vâng, em cảm ơn thầy. Thầy cho em hỏi về mình siêu âm chẩn đoán cái động mạch dưới đòn phải là chỗ như thế nào? À thì anh cắt cái mặt cắt ba mạch máu và khí quản. Anh biết cái mặt cắt đó chưa? Dạ biết ạ. À, mình bỏ đốp lơ màu vô nó chứ hình chữ V đó ha. Rồi xong anh sẽ hạ cái scale đốp lơ màu xuống còn khoảng 30 cm trên giây. Anh làm ở 12 tuần là dễ thấy lắm. Anh sẽ thấy cái động mạch nó sẽ xuất phát từ cái đỉnh của hình chữ V đó đó, đi sau thực quản và khí quản, nó đi về phía bên vai bên phải, nó ra ngoài cánh tay, thì anh sẽ kết luận đó là động mạch dưới đòn phải lạc chỗ. Anh có hình dung ra được không? Dạ. Còn không thì chắc bữa nào đi lâm sàng nha, chúng ta sẽ làm thực hành cái chuyện đó ha. Dạ, ngắm thầy. Rồi các bạn nào hỏi gì nữa không?